chào tất cả các skincare lover đã đến với trang skincare. Trước tiên thì cho trang xin lỗi bạn nếu như cái vlog này âm thanh nó không được tốt nhé. Bởi vì ngoài trời thì mưa rất là to, có nghe thấy tiếng không? Nhưng mà trang vẫn quyết định là mở máy lên và làm cái vlog này. Trang muốn giữ đúng cái lời hứa lên vlog đều đặn vào thứ năm hàng tuần của mình. Và như mọi người biết đó, vừa rồi thì trang có làm một cái vlog về chủ đề 10 sự thật giá như bạn biết trước khi trị mụn. Và rõ ràng khi chúng ta điều trị mụn thì chúng ta phải quan tâm đến rất là nhiều thứ xung quanh. 10 điều có lẽ chưa bao giờ là đủ cả. Đó là lý do vì sao mà Trang lại ngồi đây quay tiếp cái vlog này là phần 2 của chủ đề đấy. Nhưng mà để rút kinh nghiệm lần trước thì Trang nói đến 10 điều lận. Nhưng mà Trang không có thời gian để phân tích kỹ 10 điều đó. Lần này thì Trang chỉ chọn ra 5 vấn đề thôi. Nhưng mà hứa với mọi người là Trang sẽ phân tích sâu và cung cấp cho các bạn những kiến thức liên quan đến vấn đề đó. Trang nghĩ là thông qua đây thì bạn cũng có thể giải đáp được một vài câu hỏi lớn về skincare đang gây tranh cãi rất là nhiều. Nên là không chần chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu ngay nhé. 99,9% những người bị mụn đều mắc phải vấn đề này. Đó là thay đổi sản phẩm điều trị thường xuyên. Bởi vì khi bị mụn thì chúng ta thường hay sốt ruột này, hay tự ti này. Và nó dẫn đến cho chúng ta một cái cảm giác là sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng nếu như không đạt hiệu quả trong 15-30 ngày thì chắc chắn nó sẽ bị đào thải. Và sau đó thì chúng ta lại lên mạng tìm những sản phẩm nó đang hot nhất rồi mua nó về sử dụng. Việc này thì hoàn toàn có thể khiến cho bạn tốn tiền của vô ích và thậm chí là làm cho cái quá trình điều trị mụn của chúng ta diễn ra phức tạp và khó khăn hơn nữa. Trang nghĩ là nguyên nhân chính bởi vì mọi người chưa có được những cái tiêu chí trong việc lựa chọn sản phẩm của mình. Còn đối với riêng Trang thì Trang có tới 4 tiêu chí lận. Thứ nhất là về thương hiệu và bao bì. Phần này thì Trang chỉ để chiếm khoảng 20% thôi. Nhưng mà Trang biết thì có những bạn phần này sẽ chiếm tới 70% thậm chí là 80%. Bởi vì các bạn sẽ quan tâm là thương hiệu nó đang hot, đang nổi tiếng, được nhiều người review, rồi bao bì đẹp mắt là mọi người sẽ siêu lòng và mua em nó về. Còn với Trang khi mà nói tới thương hiệu hay là nói tới bao bì thì Trang chỉ quan tâm một vài vấn đề sau. Thứ nhất là trên bao bì của sản phẩm có đầy đủ những thông tin theo quy định của pháp luật hay là không. Và cụ thể ở đây là có đầy đủ thông tin theo thông tư 06/2011/TT-BNT. Có nghĩa đây là một thông tư quy định về mỹ phẩm của Bộ Y tế Việt Nam. Nếu như mà nó đầy đủ những cái này thì Trang khá là yên tâm về bao bì. Thứ hai nữa là về thương hiệu, Trang sẽ quan tâm là cái thương hiệu này họ theo concept như thế nào, họ có đang làm được những điều mà họ cam kết hay là không, hay là họ có thí nghiệm trên động vật hay là không. Một phần nữa bao bì thì Trang khá quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Và đó là tất cả những gì mà Trang quan tâm về bao bì thay vì những cái xa hoa ở trên. Nếu như trong trường hợp hai thương hiệu có cùng độ nổi tiếng như nhau, sản phẩm có công dụng và thành phần tương tự nhau thì lúc này Trang sẽ quan tâm nhiều đến cái phần bao bì. Nếu như một bên dùng bao bì kiểu bằng nhựa, còn một bên thì dùng bằng thủy tinh thì có khả năng cao là Trang sẽ lựa chọn bao bì bằng thủy tinh đối với những sản phẩm dưỡng nhé. Còn sản phẩm để hay để trong toilet như là sản phẩm làm sạch á thì Trang sẽ ưu tiên lựa chọn những cái chất liệu mà nó an toàn và khó vỡ bởi vì Trang rất là hậu đậu. Tiêu chí thứ hai cũng là tiêu chí mà Trang quan tâm nhất, đó chính là thành phần, nên là nó chiếm đến 50% quyết định mua hàng của Trang lận. Nhưng mọi người biết là chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ rằng chúng ta đang sử dụng cái gì trên mặt đúng không nào. Và ở trong tiêu chí này thì Trang lại có thêm 3 yếu tố nhỏ nữa. Thứ nhất là thành phần sản phẩm đó phải an toàn, rõ ràng và được phép sử dụng theo quy định của pháp luật. Và mọi người đừng có nghĩ rằng mình sẽ phải biết nhiều thông tư, nghị định, hiểu rõ ràng về pháp luật thì mình mới biết được những cái này, không có phức tạp như vậy đâu. Trang sẽ chia sẻ cho mọi người hai bước đơn giản thôi mà mọi người có thể hiểu rất là rõ về chuyện này. Bước thứ nhất là bạn hãy vào website mà thuộc quyền sở hữu của Ủy ban châu Âu. Đây là một cái tổ chức, một cái ủy ban mà có quyền hành pháp, quyền lực nhất ở châu Âu, hay còn được gọi tắt là EC. Trang có để link ở phía dưới phần mô tả, mọi người có thể vào đó và tra nhé. Khi bạn vào đó thì bạn chỉ cần gõ cái thành phần mà mình đang quan tâm thì nó sẽ hiện ra những cái quy định theo phụ lục của ACNET. Đến lượt phụ lục ACNET thì nó chính là cái phụ lục quy định về thành phần của mỹ phẩm, tỷ lệ sử dụng như thế nào, những thành phần nào thì bị cấm hay là hạn chế sử dụng. Và cái phụ lục ACNET này thì được sử dụng cho cả Bộ Y tế của Việt Nam mình và thậm chí là toàn bộ tất cả những cái nước ASEAN nữa. Trang cũng có để cái phụ lục ở phía dưới phần mô tả, mọi người có thể vào đó và sử dụng hai bước mà Trang hướng dẫn để biết được chính xác là cái thành phần mình đang quan tâm thì nó có an toàn được sử dụng ở tỷ lệ nào nhé. Cái phần này tại sao Trang phải đưa lên đầu tiên, bởi vì Trang thấy là có rất là nhiều thành phần
khi mà được đưa về Việt Nam mình thì nó bị mang tiếng oan. Khi mà Trang search Google, Trang tìm kiếm thì đa phần những cái thành phần đó bị mang tiếng xấu rất là nhiều và gây hoang mang, trong khi thực sự là chúng không xấu như vậy. Thì chính những cái công cụ mà Trang cung cấp cho bạn, bạn sẽ có thể biết được rõ ràng và minh bạch, mình không cần phải hoang mang trước những cái lời khẳng định mà kiểu nó không có chứng cứ rõ ràng nữa. Cái thứ hai mọi người nên lưu ý, những công cụ mà Trang cung cấp thì chỉ có thể tra được thành phần bằng danh pháp quốc tế thôi. Và đúng theo quy định của pháp luật thì tất cả các thành phần ghi trên bao bì đều phải được ghi bằng danh pháp quốc tế hết. Còn những thành phần mà được ghi theo kiểu Việt Nam hóa như là chiết xuất rễ cây nọ kia, hay là tế bào gốc, rồi chiết xuất ngọc trai đen, thậm chí là ghi là vitamin A, vitamin E mà không có mở mặt và ghi danh pháp ở bên cạnh, thì thực sự mọi người nên suy nghĩ đến chuyện là có nên mua nó hay là không nhé. Còn riêng đối với bản thân Trang thì Trang sẽ không mua những sản phẩm đó. Yếu tố nhỏ thứ hai chính là những thành phần này thì phải phù hợp với tình trạng và thể trạng da của bạn. Có những cái thành phần nó không xấu nhưng mà nó chỉ phù hợp với những người da khỏe hoặc là da khô thôi. Còn đối với những bạn mà đang bị da mụn rồi, da bị nhạy cảm, bị yếu sau khi mà sử dụng kem trộn thì lại nên tránh xa những cái thành phần đó ra. Trang có để ở đây một cái list này mọi người có thể theo dõi nhé. Đây là những thành phần mà bạn nên tránh khi mà đang điều trị mụn, nó không xấu nhé. Cái yếu tố thứ ba nữa đó chính là thành phần phải hiệu quả đối với lại vấn đề da của bạn. Trang cũng sẽ để ở đây một list những cái thành phần mà bạn nên ưu tiên sử dụng khi mà bị mụn, bởi vì nó sẽ giúp cho tình trạng mụn của bạn được cải thiện. Nhưng mà hứa với Trang một vấn đề là đừng máy móc và chỉ nhìn những thành phần này rồi sau đó đi ra ngoài cửa hàng để mua nhé. Trước khi mua thì bạn vẫn phải tìm hiểu kỹ càng cái thành phần này, xem coi là nó sẽ hoạt động tốt ở độ pH nào và nó sẽ phản ứng trên da của bạn ra sao nhé. Tiếp nữa là về phần giá cả. Trang nghĩ là phần này thì rất là nhiều người quan tâm, bởi vì có nhiều bạn nói Trang là chị ơi làm những sản phẩm giá sinh viên đi, kiểu như vậy. Nhưng mà đối với Trang thì cái phần giá cả nó chỉ chiếm có 10% thôi. Mọi người cũng đừng có ném đá và nghĩ là Trang có tiền hay Trang giàu có gì đó nên là Trang muốn nói gì về giá tiền cũng được nhé. Không phải như vậy đâu. Mà đối với Trang, những sản phẩm nó đắt nhưng mà nó sử dụng được nhiều lần thì thành ra lại là rẻ. Những sản phẩm nhìn có vẻ giá rất là rẻ nhưng mà sử dụng được ít lần thì thực chất cộng lại nó sẽ là đắt. Và một cái chuyện nữa là mọi người nghĩ đi, nếu như sản phẩm mọi người mua nó rẻ nhưng mà nó vô thưởng vô phạt, nó không có được những thành phần sáng giá cho cái việc điều trị mụn của mình, hoặc là cái thành phần nghe có vẻ nổi tiếng nhưng mà nguồn gốc xuất xứ của nó lại không được tốt, thì thà là chúng ta không mua còn hơn. Một điều nữa là mọi người hãy quan tâm đến giá trị nhiều hơn là giá cả. Nếu như mà cái sản phẩm đó nó thực sự tốt, nó đáng để bạn đầu tư, thì sau khi giải quyết được vấn đề mụn của mình, các bạn sẽ có thể tự tin này, giao tiếp tốt, có nhiều mối quan hệ tốt, kiếm được nhiều tiền hơn và thậm chí là có được những cái niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn nữa. Vậy thì thay vì đầu tư vào giá cả, chúng ta hãy đầu tư vào giá trị nhé. Một lần nữa thì Trang cũng muốn nói thêm với các em học sinh, sinh viên đang coi cái blog này của Trang. Thực sự thì Trang nghĩ là nếu như mà các em quan tâm đến làn da của mình và đang bị stress về da như vậy thì hãy xin tiền bố mẹ một lần mình đầu tư cho đàng hoàng bài bản, còn hơn là mình xin tiền bố mẹ lắc nhắc rồi mình lại xin tiền bố mẹ cho cái chuyện chơi bời đi đâu đấy với bạn bè. Nên là thôi, các em đừng có tiếc tiền nhá. Điều trị mụn xong rồi thì các em sẽ thấy là cái số tiền đó nó hoàn toàn xứng đáng mà, đúng không? Yếu tố cuối cùng đó chính là địa điểm mua hàng. Phần này thì đối với Trang cũng rất là quan trọng nên sẽ chiếm đến 20% quyết định mua hàng của Trang. Mọi người cứ nghĩ đi, thương hiệu thì chúng ta cũng yêu thích rồi, thành phần thì chúng ta cũng đã tra khảo, tìm hiểu rồi, nhưng mà mua phải hàng fake thì có phải là tai hại không nào? Vì vậy mà mọi người hãy mua sản phẩm mình yêu thích qua những cái phương tiện truyền thông chính thức của nhà sản xuất, như là website, fanpage, Instagram. Hoặc thứ hai nữa là chúng ta có thể mua qua nhà phân phối ở gần chúng ta nhất. Nhưng mà những nhà phân phối này thì phải được sự công nhận và niêm yết rõ ràng ở trên những cái phương tiện truyền thông của nhà sản xuất nhé. Rồi thứ ba nữa là chúng ta sẽ mua ở những cái cửa hàng nhượng quyền hoặc một số những cái hệ thống bán sản phẩm có tiếng. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta không chỉ tránh khỏi cái chuyện hàng fake đâu, mà chúng ta sẽ được hưởng những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng và hậu mãi tốt nhất có thể nữa. Mọi người đã mệt khi mà nghe hết yếu tố thứ nhất chưa? Và bây giờ thì chúng ta mới qua được đến cái điểm thứ hai trong vlog này, đó là chúng ta có nên make up khi bị mụn hay là không. Và thực sự thì Trang đã đưa ra một câu trả lời, một sự khẳng định của mình, sau đó thì Trang đã ăn ngay gạch đá. Mọi người có thể thấy là Trang có để ở đây một comment
của một bạn thì bạn nói rằng là cái việc mất cấp khi bị mụn thì sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn khi trong giao tiếp, thì chúng ta sẽ vui, mà vui thì quá trình điều trị mụn sẽ tốt. Cái thứ hai nữa là khi mà bị mụn thì chúng ta mất cấp chỉ cần tẩy trang kỹ thôi thì không có vấn đề gì xảy ra hết. Bản chất của việc mất cấp sẽ không gây mụn, mà bản chất của việc gọi là chăm sóc da sau đó thì mới để lại mụn hay là không. Nói thì nghe cũng rất là có lý đúng không mọi người, nhưng mà Trang vẫn xin đưa ra cái lời khẳng định của mình một lần nữa là nếu như bạn có suy nghĩ mình sẽ phải che mụn mỗi ngày thì đó là một tư duy sai lầm trong việc điều trị mụn. Trừ những trường hợp là bạn có tiệc rồi mình cần phải nổi bật trong ngày hôm đó thì mình không nói ha, mình vẫn sẽ phải make up thôi. Nhưng mà đối với những dịp mà kiểu ngày nào bạn cũng make up, mà nếu như bạn bị một vài con mụn viêm rồi chỉ có vết thâm rồi bạn chỉ có một tầng thì không sao, bạn vẫn có thể make up được. Nhưng nếu như bạn gặp tình trạng mụn viêm nặng như da Trang trước kia mà bạn áp dụng như vậy thì Trang chắc chắn luôn là tình trạng mụn bạn không bao giờ thay đổi được hết. Câu trả lời của Trang là bởi vì những cái thành phần mà nó mang tính là giúp cover cái da mặt của mình, nó giúp che đi những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của mình, thì bản chất của nó đều là sẽ bao phủ cái bề mặt da, nó làm đầy những cái lỗ chân lông của chúng ta, thì chắc chắn luôn là nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và từ đó là đã có khả năng sinh mụn rồi. Trang chưa nói là tẩy trang sạch hay không, chỉ cần bạn make up trên 4 tiếng mỗi ngày và làn da của bạn đang rất là nhiều mụn thì tình trạng mụn của bạn chắc chắn sẽ nặng nề hơn, bởi vì nó sẽ kèm với cả dầu dư thừa, bụi bẩn các thứ và bít tắc lỗ chân lông. Cái điều nữa là việc mà bạn make up như vậy thì bạn sẽ phải sử dụng những cái tẩy trang gọi là nặng đô để mà loại bỏ đi, thì bạn sẽ phải sử dụng các cái loại tẩy trang có chứa dầu. Mà như Trang nói rất là nhiều lần rồi, nếu như bạn đang bị viêm nhiều mà bạn sử dụng sản phẩm có chứa dầu, bạn sẽ phải massage, bạn sẽ phải nhũ hóa, điều đó thì chắc chắn sẽ chọc giận những con mụn rồi làm cái tình trạng mụn của bạn nặng lên, thậm chí là nó sẽ lây lan mụn nữa. Nên là mọi người hãy lưu ý giúp Trang cái phần này nhé, chỉ cần một chút son hoặc là một chút lông mày thì không sao, nhưng mà make up thì phải cực kỳ là thận trọng. Ok, chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ ba, và yếu tố này thì gọi là khá là nặng về mặt kiến thức, nên là mọi người hãy uống một ly nước rồi tập trung nghe Trang nói nhé. Đó chính là việc chúng ta không nên sử dụng quá nhiều thành phần treatment trong cùng một quy trình chăm sóc da nếu như cái thành phần đó nó chiếm cái tỷ lệ sử dụng cao, hoặc là nó mang chung một cái công dụng. Và vừa rồi thì Trang có thấy có một cái cuộc tranh cãi rất là gây cấn, rất là thú vị và đầy kiến thức giữa những cái người mà họ skincare chuyên sâu. Thì Trang gặp phải một cái ý kiến khác, đó chính là bạn nói là cái việc sử dụng treatment như vậy không sao, không vấn đề gì hết, không biết cách sử dụng thì chúng ta mới sợ thôi, còn biết cách sử dụng thì sẽ không sợ. Ở phần này thì Trang muốn nói rõ hơn về cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng những cái thành phần mang tính gọi là mang tính điều trị nhé. Khi mà chúng ta sử dụng những cái thành phần này á, thì lý thuyết cộng với trải nghiệm nó sẽ bằng chiêm nghiệm và nó sẽ đúng với từng cá nhân một. Rồi, vậy thì ở đây Trang đã gặp một vài cái lý thuyết như sau. Lý thuyết 1 là acid cộng với acid thì không có vấn đề gì hết, bởi vì acid không phản ứng với nhau. Và chính vì lý thuyết đó mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cả AHA, cả BHA trong cùng một sản phẩm. Ví dụ rất là điển hình đó là Johnny Ginori đã ra một sản phẩm về peel có chứa đến 30% AHA và 2% BHA. Có làm sao đâu, vẫn sử dụng được. Nhưng mà ý kiến cá nhân của Trang và cái trải nghiệm của Trang thì Trang thực sự khuyên mọi người là chúng ta không nên sử dụng dồn dập acid theo cái hướng như vậy. Gọi là Trang đang nói là mỗi ngày hoặc là quá nhiều trong một tuần nhé. Thứ nhất là về sản phẩm của Diori, họ cũng đã có khuyến cáo trên bao bì của mình, với những cái sản phẩm mà nó có cái tỷ lệ sử dụng cao như vậy thì chỉ sử dụng dưới 10 phút, sau đó thì phải rửa mặt lại ngay với nước. Và tiếp nữa là họ khuyến cáo là chúng ta chỉ nên sử dụng một lần một tuần thôi. Còn nếu như mà bạn sử dụng quá nhiều thì sao? Thật ra acid nó không phản ứng với nhau, đúng, nhưng mà nó sẽ phản ứng trên da mặt của bạn. Đó, thì cùng một lúc khi mà bạn sử dụng cả AHA, cả BHA với lại tỷ lệ sử dụng cao thường xuyên, Trang nhắc tới cái điều đó nãy giờ để tránh khi mà có bạn nào có ý kiến trái chiều thì chúng ta tranh cãi cho đúng vấn đề nhé. Khi mà bạn sử dụng như vậy thì những cái acid này nó sẽ cùng nhau gọi là nó sẽ tác dụng
trên da mặt của bạn, nó sẽ khiến cho da mặt của mình trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị bắt nắng hơn. Và thậm chí là cái việc mà chúng ta peel off quá mạnh như vậy ấy, thì chắc gì là làn da của chúng ta đã có khả năng sản sinh lại được đủ lượng tế bào mới để bù đắp lại cho những cái gì mà nó đã thanh tẩy đi, đúng không nào? Cái vấn đề thứ hai nữa, cái lý thuyết thứ hai mà Trang gặp đó chính là sử dụng các cái thành phần trị mụn không cần phải cách thời gian ra. Không chỉ là trị mụn đâu mà tất cả các thành phần điều trị cũng vậy. Thì cái lý thuyết này mọi người sẽ nói là mình đâu có nhiều thời gian để mà mình chờ đâu, thì mình có thể apply hết cái này, nó vừa khô mình sẽ apply tiếp các cái bước tiếp theo. Điều này nó không có sai, Trang không nói nó sai ở đây, nó sẽ đúng đối với những bạn da khỏe. Nếu da bạn trâu thì bạn sử dụng như vậy là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đây, một minh chứng cụ thể, mọi người có thể thấy hình ảnh của Trang sau khi mà Trang apply 10% sản phẩm Alpha, Trang nhớ không nhầm là sản phẩm Alpha 10% glycolic acid, và ngay sau đó thì Trang apply thêm một bước nữa là có chứa niacinamide với tỷ lệ sử dụng chỉ khoảng 4% thôi. Mọi người có thể thấy là da mặt của Trang nó đỏ gay gắt và nó nóng bừng lên luôn. Thì nguyên nhân là bởi vì sao? Tất cả những cái thành phần đó nó không phải là phát một là nó ngấm vào da đâu mọi người, mà nó sẽ cần phải có thời gian để mà nó có thể tác dụng trên da. Và đồng thời thì những cái sản phẩm mang tính điều trị thì nó khá là ảnh hưởng nhiều đến độ pH của da. Và khi mà ảnh hưởng như vậy thì sau khi chúng ta apply lên da, chúng ta phải cần có thời gian để cho da của chúng ta trở lại được cái độ pH ổn định hơn một chút. Thì sau đó mình apply thêm cái sản phẩm có chứa những cái hoạt chất khác vào, nó sẽ làm giảm cái tình trạng kích ứng trên da của chúng ta. Rồi một cái lý thuyết thứ ba nữa mà Trang cũng đang nghe rất là nhiều tranh cãi, đó chính là cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm đặc trị á, mà mình dùng pH thấp trước pH cao sau bây giờ là lỗi thời rồi. Bây giờ là cái nào có thể sử dụng được trước hết, bởi vì acid thì nó sẽ có thể giúp cho da của chúng ta dần dần được đưa về chính cái độ pH lý tưởng để cho cái thành phần acid nó được hoạt động. Nhưng mà trên thực tế thì Trang lại thấy một cái hiện tượng như thế này. Nếu như mà bạn sử dụng các cái thành phần treatment của bạn chỉ toàn là acid thôi, như là BHA, AHA hoặc là LAA, lauric acid cũng là một cái dạng acid của cũng là một cái loại phái sinh của vitamin C. Ok, thì bạn có thể sử dụng như vậy được, bởi vì các cái độ pH của nó đều mang tính acid và nó sẽ không gọi là đánh nhau nhiều ấy. Nó sẽ kiểu ok, bạn dùng bước nào trước cũng được. Nhưng nếu trường hợp mà trong những cái thành phần bạn sử dụng là những cái sản phẩm treatment, nó có chứa cả những thành phần có độ pH tính acid, tính bazơ, tính kiềm. Tính bazơ với tính kiềm là một, rồi trung tính, thì bạn sẽ phải xử lý như thế nào? Đối với Trang thì trong trường hợp này, Trang vẫn sẽ sử dụng acid trước, Trang vẫn sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà có độ pH thấp trước. Vì sao? Bởi vì khi đó thì cái thành phần đó nó sẽ được phát huy tác dụng một cách nhanh chóng. Đồng thời là những thành phần acid thì công dụng chính của nó chính là thanh tẩy các cái tế bào chết này. Nó giúp cho cái lỗ chân lông, nó giúp cho cái gọi là cái lớp màng bảo vệ da của chúng ta được tách ra một cách tạm thời. Và nó giúp thanh tẩy những cái tế bào chết là một trong những cái tác dụng rất là nổi bật của acid. Khi đó bạn sẽ nên sử dụng những cái sản phẩm có độ pH thấp trước để nó mở lối và nó giúp cho những cái thành phần treatment sau của bạn, ví dụ như là retinol hay là niacinamide với độ pH cao hơn, thì sẽ được phát huy tác dụng một cách tối đa. Đồng thời thì sẽ tránh được cái tình trạng là độ pH trên da của chúng ta thay đổi một cách liên tục, nó sẽ khiến cho da của chúng ta dễ bị kích ứng. Vấn đề thứ tư cũng không kém phần quan trọng, đó chính là chúng ta không nên máy móc trong việc chăm sóc da của mình. Không phải ai cũng 7-7-4-9 bước chăm sóc da mới là đủ đâu. Chúng ta không phải là cứ nghe khóa ẩm thì chúng ta cũng cứ phải khóa ẩm. Trong khi đó thì vấn đề da của mỗi người là khác nhau. Và Trang đang nói chuyện khi mà bạn bị mụn, thì thường là những bạn mà có làn da mụn đó, đa phần các bạn đều đang có một cái lượng dầu dư thừa rất là nhiều ở trên da so với mức độ cần thiết. Và điều đó cũng là một trong những cái yếu tố giữ ẩm tự nhiên cho da của bạn rồi. Nên là bạn không nên sử dụng thêm những cái thành phần khóa ẩm thêm làm gì nữa. Nó sẽ có thể khiến cho da của bạn bị bít tắc lỗ chân lông và lên mụn. Còn lại thì bạn vẫn có thể cấp ẩm nhẹ nhàng, như là sử dụng những cái sản phẩm xịt khoáng hoặc là serum có chứa hyaluronic chẳng hạn.
đây là cái yếu tố cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng, Trang nghĩ là Trang cũng đã có đề cập tới trong một vài cái blog của mình rồi, là mọi người hãy đi ngủ trước 23 giờ và tốt nhất là chúng ta nên đi ngủ từ khung giờ là 21 cho tới 22 giờ, và thậm chí là chúng ta không nên thức dậy kiểu quá muộn mà nên thức dậy trong cái khung giờ là khoảng 5 giờ là đẹp nhất đó. Và lý do vì sao, theo như Trang đọc một cái bài viết rất là hay của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, bác nói là một ngày thì cốt giờ dần mà ra. Giờ dần ở đây là khoảng từ 3 cho tới 5 giờ sáng. Đây là giờ mà phổi của chúng ta hoạt động. Còn nữa là từ 1 giờ cho tới 3 giờ thì là lúc mà gan của chúng ta bắt đầu thanh lọc. Nên là mọi người thấy ngay khi mà mình thức khuya, mình không có ngủ giấc và mình thức trắng đêm thì nó sẽ khiến cho mình có cảm giác ngay là cái miệng của mình nó bị đắng. Đó, nên là cái việc mà chúng ta thức trắng một đêm thì có khi bằng cả 7 ngày bạn chăm sóc da cũng không thể lại được. Và thậm chí là nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã không bật chế độ ngủ nghỉ phù hợp để cho những cái lục phủ ngũ tạng của mình nó được hoạt động đúng với chức năng của nó. Hoặc như là chuyện bạn thức dậy quá muộn đi, trong khi đó thì khoảng cỡ 5 cho tới 7 giờ là giờ của ruột già của chúng ta cần phải được bài tiết. Và nếu như trong khung thời gian này mà chúng ta không đi tiểu tiện và đại tiện thì những cái chất độc hại đó, những cái phân đó sẽ ngấm ngược vào cơ thể của chúng ta. Mọi người có thấy kinh khủng không? Và đương nhiên khi mà những cái chất độc hại như vậy nó ngấm ngược vào cơ thể của chúng ta thì da đã không thể đẹp rồi mà sức khỏe còn ngày càng đi xuống nữa. Cố gắng không có bao giờ mình phụ thuộc vào một bình mỹ phẩm, và cũng đừng bao giờ đổ thừa cái hãng mỹ phẩm nào là không hiệu quả nếu như mà bạn vẫn có thói quen là thức khuya và vẫn có một cái kiểu sinh hoạt mà nó kém khoa học như vậy. Trang hy vọng là cái blog này nó không quá dài và không khiến cho bạn quá nhức đầu khi nghe. Mong rằng cách diễn đạt của Trang dễ hiểu, và Trang mong nhất là những điều Trang nói đã có thể tiếp thêm động lực và chia sẻ cho bạn được những kiến thức hữu ích trong cái quá trình điều trị mụn da nam của mình. Trang chúc bạn là sẽ luôn xinh đẹp, yêu đời, hết mụn sớm, và đừng quên like, subscribe kênh của Trang để đón xem những cái blog mới nhất không chỉ về mụn đâu mà còn về skincare rồi về cuộc sống của Trang nữa. Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại.